Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục làm cái series những thành tựu ẩn mà các bạn có thể bỏ sót. Và hôm nay mình sẽ làm một thành tựu liên quan đến cái khu vực Sumeru. Cái địa điểm mình cần làm thành tựu là ở núi Devantaka. Và thành tựu này mình thêm được một cái dương hiếm nữa nhé. Và không làm mất thời gian của mọi người, bây giờ bắt đầu đi làm cái thành tựu này nào. Thì đầu tiên mọi người tele đến cái điểm thất thiên thần tượng ở khu vực núi Devantaka. Thì sau khi đến đây thì ở dưới kia có một cái điểm khiêu chiến. Xuống đây khiêu chiến à. Cái khiêu chiến này sẽ bắt mình thu tập 8 hạt nhân thảo. Và cứ đi nhặt hết 8 hạt, nó sẽ cho mình bay lên cái điểm trên đầu của cái con robot này. Rồi sau khi khiêu chiến xong thì mình sẽ nhận được một cái dương thừa. Mở lấy cái dương thừa này thì mình sẽ nhận được một cái cuộn giấy da. Thì cái vật phẩm này nó nằm ở trong túi. Đây, cuộn giấy da mở niêm. Đọc cái cuộn giấy da này thì nó có hướng dẫn mình là thứ tự các dấu ích. Thì cái điểm dấu ích đầu tiên là mình vừa khiêu chiến xong. Thì điểm dấu ích thứ hai thì mình vừa mở được một cái xương. Và bây giờ mình sẽ đến cái điểm dấu ích thứ ba. Qua đây, mọi người qua đây nhé. Nó nằm ở dưới kia. Trước mặt mọi người thấy một cái điểm khiêu chiến. Và cái dấu ích thứ ba là cái điểm khiêu chiến này. Có hai cái con, à ba con. Ba con di tích. Rồi sau khi đánh bại nó xong thì có một cái dương kỳ dị. Mở cái dương kỳ dị này ra. Và mình được một cái bản vẽ trang trí, được thêm một cuộn giấy da dẫn đường. Cuộn giấy da này nó vẫn ở trong túi. Đọc cái cuộn giấy da này thì nó vẫn như lúc nãy, nhưng mà nó có thêm vài chi tiết ở dưới thôi. Bây giờ đi đến cái dấu ích thứ tư. Thì nó nằm ở cái bãi câu cá ở dưới kia. Và nhiệm vụ của mình cần làm đó chính là câu cá. Và để câu cá được ở bên Sumeru này thì mọi người cần chế một cái nguyên liệu riêng ở bên này nhé. Và nguyên liệu này là cái mồi cam lộ này. Và mình vẫn chưa chế, bây giờ mình sẽ đi chế và quay trở lại câu nhé. Thì ai chưa chế thì sẽ qua bên cái khu vực cái hội câu cá Sumeru, nó nằm ở cái cảng Omot. Thì tele qua đây. Rồi sau khi đến đây thì nói chuyện với cái này. Thì cái đứa này nó sẽ bán một cái công thức mồi cá lộn. Mình đổi cái nguyên liệu cần đổi là cá khổng tước. Bây giờ mình cần đi câu 3 con cá khổng tước. Để dế câu thì qua bên Montat thôi. Chứ là nếu mà mọi người không tìm thấy thì có thể tra trên cái Genshin Map.
Rồi sau khi một hồi mình đi câu cá và chế tạo cái công thức mùi cam lộ, thì quay trở lại cái điểm đánh dấu thứ tư. Và ở đây có một bãi câu cá. Thì bây giờ mình đã có mùi rồi, mình bắt đầu câu cá nào. Thì chọn cái mùi cam lộ. Mọi người có thể câu bất kỳ con nào cũng được. Sẽ cần câu là 3 con. Rồi sau khi câu được 3 con cá thì mình sẽ nhận được thêm một cái cuộn giấy da thì thầm. Thì nó ở trong túi. Và đây là cuộn giấy da thì thầm. Thì nó cái hình ảnh của nó vẫn như lúc nãy thôi. Và bây giờ mình sẽ đi đến cái địa điểm đánh dấu cuối cùng. Đấy là một cái hình tròn. Thì cái địa điểm này nó nằm ở cái điểm dịch chuyển trong hang. Và mọi người nhớ lưu ý là cái điểm dịch chuyển này muốn mở được thì mình cần làm cái nhiệm vụ A hàm. Và bây giờ bắt đầu tele đến cái điểm dịch chuyển này. Sau khi mọi người tele đến đây thì cái điểm đánh dấu sẽ là nằm ở cái lều này. Và ở đây có 4 cái đuốc. Thì mọi người nhớ lưu ý là sẽ thắp cái đuốc này. Và cái thứ tự để thắp đuốc y hệt như cái trong cuốn giấy da này. Mọi người sẽ thắp đuốc từ dưới lên ngược chiều kim đồng hồ. Và đầu tiên là cái đuốc ở bên dưới này. Mọi người có thể sử dụng nhân vật hỏa, Amber hoặc là Bennett để thắp đuốc cũng được. Mình sẽ sử dụng con Amber để thắp đuốc. Đây, bắt đầu thắp đuốc từ cái vị trí dưới này. Và ngược theo chiều kim đồng hồ. Sau khi mà thắp xong 4 cái đuốc thì mình sẽ được thêm một cuộn giấy da thần bí, một cái thành tựu và một cái chương hiếm. Bây giờ là tận hưởng cái thành quả của mình nào. Mở cái chương hiếm. Và đây là cái thành tựu mình đã làm được. Tiếng gọi của thành phố không tên. Và đến đây thì thời lượng video của mình cũng kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh với nhé. Bye bye và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.